Hi, nice to meet you. My name is Thúy Như. What's your name? My name Suksawan Bây giờ là cô vào hỏi luôn hả? Hay là còn nói gì thêm không? Cô À, nói cô hôm hỏi nào cô học cái giới thiệu đi mà cô chưa học được đây. đi. Chưa học giới thiệu hả? Để con giới thiệu trước cho cô nghe nha. À, giới thiệu bản thân là Hello everyone, my name is Thúy Như. I am 33 years old. I live in An Giang province. Three words to chat about me. Confident, reactive, intelligent. Did you come mine? Cô chỉ có biết là Hello everyone, my name Suksavan Thuy, chừng đó thôi. Rồi tiếp tục thì không biết nói cái gì nữa. Hôm À, thường sau được cô học, thường hôm là con sau học được theo cụ hai đứa thể con sao? con á. Hai bả nói vậy đó thì con tập theo nguyên cái câu đó luôn, để À chừng thì đó, nãy đúng rồi con mà. soạn cái câu đó ra cho cô, con để con soạn hoặc là con gửi cô cái file mà có nói giới thiệu bản thân á cho cô học nha. Vâng. À, giờ vô hỏi nè, con hỏi luôn cho where is the duck. Where is the dog? It in the mat. It on the mat. Rồi, cô hỏi con là một câu đi. Where Thúy Như. Where your bag? Where your bag? Bag. Where your bag? Cái gì nè, cái Bag bát là cái gì, cái túi chứ, xách bag chứ, bag bát chứ, bag chứ, bag. Where your bag? Where your bag? Bà, kêu là bag. bẹt bẹt where you bẹt À, it's on the table. oh where is Nobita. It in the water. He in the water. Where is my sister? My sister in the float. On On the log. the float. Dạ. Rồi, cô hỏi con đi. Where do you work? Where do you Where work? do I work as the boy beside shop. Where do you play? Where do you please live? Liver thôi, không có Live. please. Where Live. do you live? Live. Live. Ở đâu, phải sống ở đâu? Dạ. Phải rồi. Where do you live? I live in Champasak. Em phải sạch. Lào, Nào. Province. Robin, dạ. Where are you from? From in Lào. Where are you going? I'm going to supermarket. Where are my shoes? They are under Yes. Where do you work? I work my restaurant. Yes. Where the shop? It's near my house. Where is my sister? À con này hỏi. À, rồi. Hỏi hỏi cái bạn ấy đi đâu kìa, chỗ À đi đâu đúng không? Where can he Go. Where go? Đúng can không? he go?
Con cũng có hiểu câu đó không? Where? Hả? Where can he go? Phải rồi, where can he go? He go to The the beach. this 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 sờ dạ đúng không? Picture, This sờ dạ. picture, chờ luôn chờ chó. Beach, beach. Picture. He can go to the beach. Beach. Câu phát Can âm là go chưa to chưa có the được. Con chỉ học thuộc thôi à. beach. Ừ, cô cũng thuộc mà, nhưng mà cô phải phải mở cái mà phát một phát hai gì đó, rồi mình bấm cái cuối cùng á, cái loa bấm lên là mình cứ phát theo, câu nào nó khó là mình cứ bấm đi bấm lại để mình học phát âm cho nó. Chứ tại vì Will con cô nó cứ you la, cô nó bảo mẹ 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 nói sao mà không đúng, mẹ hỏi người ta không hiểu, mẹ mẹ hỏi cái câu đó mà mẹ nói giống hồi này, chứ như hỏi cô bẹt đó mà cô cái gì mà mạt mạt mệt mệt đó, thì cô bảo cái gì bẹt bẹt, cái bẹt là cái ba lô á, cái sắt á, cái sắt là bẹt 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 back bẹt chắc qua đó, học lớp là 95 kéo không có hẳn thầy nó nhẫn. a a e e Đi qua đó lớp 95 thầy nhẫn cho con học hai lớp con mới phát âm chuẩn. bẹt. Đúng rồi, mình học hết lớp này rồi mai mốt có cái lớp lớp mà dạy Phát phát âm. âm á, lúc đó mình vào cái đó mình mới nói đúng được. Bây giờ miễn là mình học thuộc bài, Đúng rồi, con chỉ học thuộc lòng thôi. À, học thuộc lòng. cô nhớ thôi, mẫu câu hoài không? Why? Có nhớ. Rồi, vô nha, vô nha. Để ôn lại chút nha. Why? Câu đầu tiên. Số 1. Why gì? Why he fat? Why he fat? À. He. Because. Why lại có because? Because he eat too much. Sao nữa? Why? Hỏi em mập xong mày hỏi gì? Where do you sat? Where do you sat? Because I miss my mom. Where's this book? Tell me. À. It is it is it is it big? Is it big? Because it's big. Because it's Right. Where are you play? are you play? Sao bạn vô Play. trễ? Sao nãy bạn vô trễ? Bạn nói đi. Play, play, play. Where you play? Play. Trễ. Tại sao mà bạn đến trễ? You where do you Late. live? Thế như hỏi sai cũng có không hiểu. Sorry, con Where nhầm. do you live? Why are you late? Why are you late? Không Late. có từ late, lấy của tao đó. Mình Đấy, nè, chúng mình là đảo sao? má cái câu. Late, đây con nói nè. Late. Where are you late? Đúng Late. rồi. Late. Where are you Có late? từ điển cái bên rồi đó. Where are Late. you late? Không có chữ p, đừng có đọc chữ p vào. Play là nó giống là Lấy bạn ăn chữ tờ, p. lấy tờ đúng không? Why Lấy tờ lấy are you táo. late? Where are you late? Mình cứ mã hóa cái câu mà lấy táo lấy tờ Rồi, đó. làm lại nha, làm lại nha, làm lại Where nha. are you Why are you late? late? À, bây giờ trả lời là because my broken. My car was My car were broken. broken. Broken, cái từ đó con đọc qua không? Broken. Because my Broken. car was broken. Đó Okay. là có cái ông có râu. Yeah, Mình nhớ broken. 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 Râu Rồi. rồi còn mang kính cận nữa là Rồi, broken. broken. Why do you play games? Because I'm funny. Yes. Why do you buy much wood?
Because I'm hungry. Why don't we sing together? Idea. Good idea. Mình phải nói như vậy nó mới giống giống tay nó một chút. Good idea. Idea. Rồi, cô hỏi con cái câu tiếp theo đi. Why can't you I'm sorry, I'm busy. fishing? I'm sorry, Sorry, I'm busy. Why don't we take a taxi? how That's sour. Why he running? Why is he running? He because he in funny. Phải không? He in phải không? Hurry, 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 hurry. hurry. He Because he's in hurry. Because he's in hurry. Good idea. I'm sorry, I'm busy. That's so good. Rồi, để em con mẹ tớp có lại cái này.